Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã kết nạp 382 hội viên danh dự là nam giới. Trong đó, huyện Khoái Châu kết nạp 350 hội viên, còn lại là thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Văn Giang và thị xã Mỹ Hào. Phát triển hội viên danh dự là điểm mới đặc biệt trong điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được bổ sung quy định về hội viên danh dự nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có uy tín, tầm ảnh hưởng tới cộng đồng, góp phần tích cực thực hiện công tác bình đẳng giới trong các hoạt động phong trào của hội, như giúp đỡ và hỗ trợ, tư vấn về tinh thần, vật chất phù hợp với điều kiện, khả năng, thế mạnh của mỗi hội viên danh dự.